về lên thấy em lên trước xong đổ nữa chị bóc tóc chị lên cái ủa giao gặp gặp cho hai đứa mới cảm thấy vẫn còn tình cảm rồi hai đứa tiếp tục quen 7 tháng sau kia rồi bác sĩ kêu cưới luôn. Cưới là do bác sĩ kêu cưới. Xong cái tới chừng khoảng 11 giờ đêm chạy về đem tiền về cái em cầm cục tiền đó quăng hết vào đường luôn. Rồi đấy rồi em vô em con ngủ. Cái tiền nó khoảng nhiêu? 20 mấy triệu á. Trời mà quăng vậy hả? Dạ. Mà lúc đó em tức lắm, em làm cực để tiền em lấy về để mà lo cuộc sống gia đình mà sao lại mua đất mà cái đâu lấy đâu. Xong rồi em tức quá rồi em mới gọi điện cho con bé bé mà em làm ở chỗ làm á, em rủ bé bé đi ba ra chơi chơi buồn quá, sau em mới dặn bé vô ba chơi nhậu nhậu xong rồi em cũng say rồi em chở bé về cái em đòi lấy vậy cãi nhau ầm sàng luôn, mày tao chửi qua chửi lại sao mà tức quá vợ mày dám chơi thằng mày cái em nói chứ ủa mày tưởng tao dạ em tên là Thân Trọng Kỳ, năm nay là em 28 tuổi, là em là kỹ sư điện. Dạ quê em ở Bình Định. Dạ em chào anh chị, em tên là Huỳnh Thị Thế Hiệp, em năm nay 29 tuổi, em là kế toán. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở gốc thì ở Quảng Ngãi nhưng mà em sống là trên Gia Lai. Dạ hai em cơ duyên nào mà gặp nhau ta? Cách đây là 9 năm, em đi theo bạn trai cũ của em đi về quê bạn trai chơi thì gặp chồng em luôn. Dạ lúc đó bá đạo dạ lúc cái điều này phải có lý giải nè. Dạ tại vì bạn trai cũ của em là bạn thân của chồng em. Em vẫn lúc đó vẫn có bạn gái, sau này sau mới vô Sài Gòn bạn em với bây giờ em bây giờ chia tay. Quen xong quan tâm lúc đầu là chỉ có bạn bè thôi, nhưng mà cuối cùng là có một bữa nhìn thấy ủa sao con này đẹp quá trời ôm luôn ôm luôn ôm luôn ôm luôn chị luôn xong lúc đó chị ngấu tim luôn cảm giác rồi được anh này được thâu đầu cả ba thâu đầu chịu luôn chị đúng một nửa của mình rồi. Sau khi cái bạn nó bỏ đi em có cảm thấy áy náy không? Sau này quen nhau mà 3 tháng sau á mới nghĩ ủa sao mình kỳ cục vậy, tại lúc đó là quen không nói chung ba trong... tháng sau mới cảm giác cái đó không nói chung mà vẫn có ít 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 nhưng sau này á 3 tháng sau á sao em mới nói với em á thôi bây giờ chắc mình ấy giờ cũng nhận thấy có lỗi quá thôi vậy em đi bỏ lên Đắk Lắk. Bỏ em đi luôn á chị, 20 ngày là em thì cứ chờ điện thoại chờ hoài luôn không thấy vậy. Sau đó thì là có quay lại không? Em vẫn quay về. Về rồi em mới nói là thôi hai hai đứa chia tay đi. Hai vợ chồng em là chia tay 2 năm. Sau con đợt đấy em ở dưới Long An á, bạn em hồi đó có liên lạc với vợ bây giờ. Xong mới gọi uống phê. Thì em cứ nghĩ là uống phê bình thường thôi. Ai về lên thấy em lên trước. Xong đổ nữa chị bóc tóc chị lên cái ủa. Sao gặp gặp cho hai đứa mới cảm thấy vẫn còn tình cảm. Rồi hai đứa tiếp tục quen 7 tháng sau kia rồi bác sĩ kêu cưới luôn. Cưới là do bác sĩ kêu cưới. Sau khi cưới lấy xong rồi có khổ không? 3 năm đầu hôn nhân cũng dữ dằn lắm á chị. Đâu dữ dằn chiến đấu mà kịch liệt lắm luôn á. Sao đâu là có một cái đợt là chuẩn bị chồng tiền đất là sáng ngày mai chồng, mà tối nay là chồng em đi lấy tiền công trình về, xong rồi chồng em đi nhậu luôn, em điện về không chịu về, cứ cà kê miết. Xong cái tới chừng khoảng 11 giờ đêm chạy về đem tiền về, cái em cầm cục tiền đó quăng hết vào đường luôn. Trời đất ơi. Là em vô em con ngủ. Mà cái tiền nó khoảng nhiêu? 20 mấy triệu á. Trời mà quăng vậy hả? Dạ. Mà lúc đó em tức lắm, em làm cũng cực để tiền em lấy về để mà lo cuộc sống gia đình mà sao lại mua đất mà cái đâu lấy ấy đâu. Xong rồi em mới tức quá rồi em mới gọi điện cho con bé bé mà em làm ở chỗ làm á, em rủ bé bé đi ba chơi 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 buồn quá, sau em mới dặn bé vô ba chơi nhậu nhậu xong rồi em cũng say rồi em chở bé về rồi em về về sáng hôm sau lôi động vậy nói nữa. Nhưng mà tối hôm đó em có biết là chồng em đi ba với một người không, gái khác em không? Hoàn toàn không biết chị. Xong rồi mấy ngày sau em lục điện thoại ra mới biết, biết xong em tức quá mà, xong cái em mới nói ông Kỳ giờ ông muốn gì thôi thì bây giờ ông chọn đi, một là tôi hai là con nhỏ đó. Cái ông im 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 miết vậy. Im miết mà không nói chọn ai em mà cái sườn đó luôn á. Lúc đó sờ quằn 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 vợ đòi đi vậy sao tùm lum hết, sao em mới tức tức em không nói, nhưng mà lúc đó là chưa biết chuyện mà em là đi ấy đi dạ đi đi chơi mà. Rồi sau đó thì cái em đòi ly dị cãi nhau ầm sàng luôn, mày tao chửi qua chửi lại xong rồi tức quá vợ mày dám kêu thằng mày. Cái em nói rồi chứ ủa mày nhỏ tưởng tao mà tao không quyền chơi. Cái kẻ cười sung sướng. Con nói nghe nè. Mà sao lại còn mày ta nữa không? Dạ cũng còn. Nói chung là hạn chế, ví dụ như giỡn giỡn thì mày vậy chút xíu thôi. Trời giỡn kì. Có lúc nào mà em tức quá về cái chuyện mà cứ xưng mày tao với em không? Ý lớn hơn mình á rồi nó ăn hiếp mình hoài. Không, nhiều lúc hai vợ chồng tức nhau á thì em biết tính vợ em thì nó cũng hơi ngang, thì nói cho thỏa lòng, nói cho nó đã vậy, nhưng mà xong là cũng xong, không có để là. Có bao giờ mà em đánh vợ em chưa? Dạ có một bữa em đi nhậu về á là xỉn rồi mà em ngủ
ngủ xong rồi vợ em kéo em đứng dậy nói hoài em không nói, rồi xong cái kéo qua kéo lại cũng đùi em cũng nói tới 2 giờ sáng rồi vẫn kéo, chị biết từ 10 giờ mà tới 2 giờ sáng kéo tới 2 giờ sáng. Lúc đó mình tức quá rồi. Nhà có hai mẹ con em thôi, sợ em trộm kế luôn á chị. Nhưng mà lúc đó em làm sao? Em kêu con này nó liều chúng ta. Con này nó liều chúng ta. Rồi nó nói mình là con luôn đó, rồi lúc em lúc đó em tức rồi ạ. Mà suy nghĩ thôi chứ không có nói ra. Suy nghĩ à. Đọc cho em nói ra cho bị bỏng tay. Sao rồi vợ em có cây mà quýnh con á. Em có một bên không á chị. Bữa nay nằm xuống tôi xử bài đó, tôi dậy bà cho. Là em bắt vợ em nằm xuống đó thôi cho nằm. Sẵn có nằm không? Không anh, lớn rồi đâu phải con em nữa đâu mà nằm. Đứng dậy quất em luôn. Quất em luôn, em lấy càng quất cho mấy cái. Hay quất ở đâu? Quất lên lên. Như em quýnh con em sao là chồng em quýnh em y xì vậy luôn. Trời ơi. Quất, quất vậy nè. Dạ. Mà quýnh thiệt luôn hả? Quýnh thiệt luôn á. Quýnh đau điếng luôn á. Rồi sao? Rồi có khóc không? Không, em khóc. Em khóc xong cái ảnh thấy vậy cái ảnh tội nghiệp em quá xong cái anh lấy dầu anh xoa cho em. Em không có tao xoa đâu. Em nói quýnh tao đâu đừng xoa tao nữa. Sao? Anh buồn buồn có anh khóc. Anh khóc xong cái em lấy chai siro của con em á. Em hù. Em uống thuốc tự tử. Em quay cái mặt qua em uống. Xong tự nhiên chồng em thấy em làm xuống mà cái chai thuốc còn đó. Chồng em tới lắc lắc thấy chai thuốc hết mắt. Sợ mất không? Kêu em à giờ đi bệnh viện anh chở em đi bệnh viện. Lúc đó anh em luôn á chị. Anh chở em đi bệnh viện em kêu xe tao ra. Sao nữa? Sao là anh mới gọi điện cho con bé em chạy qua. Lúc em tưởng vợ em tự tử thiệt. Không, em cũng sợ chứ. Sợ xong rồi lúc đó em mới gọi mấy em kêu bé Linh qua coi chị ba mày sao mà tự nhiên mà xong nằm xuống rồi nằm anh ba sợ mà anh ba chở đi viện nó không chịu. Vậy bé Linh chạy qua tìm cho thấy bé Linh với em ba chạy siro. Em kêu ồ đùa. Bị lộ đó. Em còn mất cười. Cười lên cái là thôi. Không, dạ. Không mà có mấy bữa mà hai vợ chồng cũng giận nhau lắm, cũng đòi ly dị ly hôn. Xong có đợt mà em làm thì chuyện tiền bạc của em á thì vợ nó cũng tức. Rồi mà tiền công trình của em nhiều lúc em giấu vợ em không có nói đâu. Nhiều lúc mà em đi làm nhưng mà em cứ làm như này em đắp bù đắp nhưng mà cuối cùng là tiền người ta giật tiền của em á nhưng mà em không muốn vợ không biết. Nên là em cứ lấy này đắp riết xong nó hụt. Nó hụt rồi mấy nó hụt xong á chị cái không có nói với em đâu thay vì vậy mình nói với vợ là em bây giờ anh hụt tiền hay là gì để em tìm cách em giải quyết không cứ im biết vậy á xong rồi cái còn mấy triệu ở trên công trình đó chị lái đâu được của ai á cái đi đánh bài xong cái em biết được em đi tìm miếng không ra cái em gọi điện qua cho chị chủ quán đó chủ quán kêu nói bên đây này hiệp chạy qua đi em phi xe chạy qua luôn xong rồi cái em giục cái đăng ký cho tôi đâu lúc đó em cũng sợ nghe đang cầm bộ ba xe vậy. Thấy quà hết hồn. Ủa rồi thấy ký nhau nói hết hồn em cũng ngại. Em thấy đông quá mà em cũng sợ. Tôi ký rẹt nhưng mà em không ký tên của em mình ký tên người khác. Rồi em về em kêu thôi mấy anh chờ em về để em về xong rồi cũng đòi lấy vậy nữa. Vậy cứ đi nó em... anh nói chứ. Đây thì đây tao mà sợ mày hả? Đi ra giữa đường cái anh chở em thẳng vô quán mì Quảng ăn mì Quảng. Sao nó nên lễ ai làm việc mà. Đang ngày đi ăn sáng rồi uống cà phê, phê qua bạn chơi lễ xong hết rồi xong rồi. Đâu quay không? Ủa mà hồi đó giờ là hai đứa là viết bao nhiêu cái lá đơn rồi? Bốn lần rồi. Dạ. Không? Gần đây nhất là chuyện gì nữa mà viết đơn nữa? Không, chỉ có cái đợt ảnh đi đánh bài rồi lúc đó là hết rồi không? Dạ, hết rồi. Là lúc đó là em đã phát hiện ra là chồng mình không phải là ăn chơi mà là do là bên công việc nó có một chút vấn đề. Thì lúc đó là em buồn quá đánh bài. Kêu về nói chuyện. Anh nợ tiền công, nợ tiền vật tư bao nhiêu là em lo hết. Em về nhà cha mẹ hai bên á, em mượn tiền. Em mượn tiền xong rồi á, em mới đứng ra em trả hết nợ cho chồng em. Rồi hai vợ chồng làm từ từ. Nhưng mà lúc đó nói chuyện là nói kêu bằng anh em hay kêu không, mày tao? Không, bằng anh em chị. Lúc đó là cảm ơn vợ. Nói chung là tự nhiên vợ nó hiểu mình. Cảm động đúng không? Dạ, nói chung là mình suy nghĩ kêu ủa sao mình không biết để mà lo vợ con vậy mà mình lại đi làm những chuyện như vậy. Đó. Hôm nay thì em cũng tu tâm rồi. Em ấy lo làm rồi. Cái chuyện gì không thành cho em cái chuyện đó như vậy. Nếu vợ em nó không góp ý, không tiền bạc, nó không thoải mái vậy. Mà anh hỏi em nè, em có thuốc không? Dạ có. Vậy làm dính hết 4 cái rồi đó. Tứ độ tường là ông dính hết rồi đó. Mấy gái dẫn gái đi qua. Mới cái không gì mê gái đó. Mới kết hôn mà đã mê rồi á. Rồi, rượu chè.
đúng chưa? Hút sách thì giờ là hút thuốc à, với bài bạc nữa là tới độ tư không có đủ rồi đó. Không mà em thôi, đi chồng mê gái à. Sao mà mới cưới xong mà đã mê gái là sao em biết? Thì cái lúc em mới sinh đó chị, thấy tin nhắn của bồ cũ ảnh á, nhắn tin mùi mặn lắm, em nhớ anh. Mà lúc đó mình mới sinh có hơn một tháng thôi, em tức em quậy luôn, em quậy sang em gọi điện chí chế gì cho cha mẹ chồng em. Em mất dấu không, nhưng mà lúc đó là em thực tế là em cưới vợ rồi, em không suy nghĩ tới người khác. Nhưng mà những người bạn gái của em á thì mới gọi điện nhắn tin cho em thôi, nhưng mà em không nói chuyện bình thường thôi, em có đâu có nghĩ gì đâu. Sau cuối cùng tin nhắn thì em cũng đâu xóa. Ba tháng sau vợ vô sanh xong mà vô mà vẫn thấy tin nhắn là chị biết là em đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà không phải chị, do là con người không có tạo lòng tin cho đối phương. Tại vì em quen ảnh đó là em rất là chung thủy mà lo cho cuộc sống tương lai của hai đứa. Nhưng mà ảnh á quen lần 4-5 đứa luôn. Sao em biết? Trời ơi, đi khách sạn chị về nhắn tin cho em ơi anh đi khách sạn với nhỏ đó. Là hồi lúc đang yêu nhau hả? Lúc đang yêu á. Trời ơi, vậy mà em chấp nhận luôn. Em ngu, hồi đó em ngu. Mê trai. Em mê trai. Chồng thì mê gái, vợ mê trai bỏ qua luôn. Đó là em cũng nghĩ là em quen vợ mà vợ đó hiền lắm. Nghĩ mà hiền em cũng quen thôi. Tôi cũng hiểu ông sao ông ốm nhom nhách vậy mà ông một hơi 4 đứa mà ông. Không, chứ ai biết em rủ đi chơi mà ông đi thì em đi người khác. Dạ như là anh tới đó anh rủ em đi chơi. Nhưng mà tại vì hồi đó là em cũng không có muốn đi chơi. Chị nghĩ đi làm là 8 giờ em mới tan sở là em mới đi về. Là thành ra là em không có muốn đi chơi nữa. Rồi có đánh ghen không? Không chị, dạy rồi em cứ buồn đó, chọn công viên là cái điểm của mình thôi. Khóc ra đó cứ ngồi khóc khóc đã rồi đứng dậy dắt xe đi về. Bữa nào mà buồn ra ngoài khóc có một bụng xuất hiện cứ đi làm vui lắm. Không thấy một lần xuất hiện ấy. Rồi, thôi bây giờ nè, em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Chị mong muốn là chồng em có lỗi là phải xin lỗi, đừng có để vợ nó phát hiện ra rồi mới xin lỗi. Với lại bây giờ thì chồng em cũng là người đàn ông của gia đình rồi. Giống như sáng đi làm vậy là chiều sẵn sàng vô bếp nấu cơm cho vợ. Sáng ra là quét nhà lau nhà luôn. Hai mẹ con em cứ ngủ là chồng em dậy làm. Là thành ra bây giờ là em mới nghĩ là cái đánh đổi của em á là nó cũng không là cái gì so với cuộc sống sau này đâu. Nên em mới nghĩ 3 năm đầu của hôn nhân thì vướng vấp ai cũng có. Nên bây giờ em chỉ mong chồng em là như bây giờ là được. Về nấu cơm cho ăn. Có mong là từ bỏ 4 cái thứ kia không? Dạ em nghĩ là chắc chồng em bỏ rồi anh. Bỏ rồi. Dạ, từ cái vụ mà khủng hoảng tiền bạc là bỏ rồi. Chúc anh hỏi nè, bình thường á các cặp vợ chồng lên đây đều có đeo nhẫn cưới. Vài chồng em không đeo? Dạ thôi em. Thì tại vì lúc cưới á thì tụi em cũng khó khăn tiền bạc lắm, riết rồi cái nhẫn cưới của mình quên luôn. Rồi có năm ngoái á là chồng em nói là thôi đi làm nhẫn cưới, nhưng mà thôi em nói là mình đã qua cái giai đoạn khổ rồi thì bây giờ thôi thì không đeo nhẫn cưới cũng không sao hết. Thế em có muốn có được chiếc nhẫn cưới đâu? Dạ thì cũng có, em cũng mong là sinh nhật hôm nay chồng em tặng cho em cái nhẫn cưới. Dạ thôi em, trong chương trình Dừng Son thì em mấy thì em có nhẫn, mua nhẫn tặng vợ. Trời ơi. Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Mày xuống nào Quang. Em 5 năm rồi. Vợ chồng mình xảy ra nhiều chuyện lắm. Thôi anh nợ em lời cầu hôn. Thôi em làm vợ anh nha. Em với con là cuộc sống của anh. Thì và bây giờ đã đeo nhẫn cưới vô rồi á thì em cũng muốn chồng em giữ cuộc hôn nhân này và hãy là người chồng của gia đình như hiện tại là em hạnh phúc rồi. Bây giờ nè chị thay mặt chương trình ha. Chúc cho cái đôi bạn này á là trăm năm gọi là hạnh phúc nè. Rồi á những cái điều mà em ước mong là sẽ có và cái nhẫn cưới này á nó sẽ làm cho tụi em hạnh phúc hơn. Yêu nhau hơn nha. Và nắm chặt tay gì hoài nha, nắm nha đừng có buông nha. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Là Nguyễn Thanh Nguyên, em 25 tuổi, hiện làm giáo viên. Giáo viên cấp mấy? Dạ em làm giáo viên cấp 3. Thế còn bên này? Em tên là Văn Liên Hòa, hôm nay là 28 tuổi. Thì nghề nghiệp của em là công an. Công an luôn. Dạ. Ôi chương trình mình hôm nay là được gặp hai chú công an. Rồi hai người gặp nhau thì trong trường hợp nào? Năm lớp 11 em có tham gia công tác xã hội thì lần đầu tiên em về em gặp ảnh là em đi mùa hè xanh. Thì lúc đó là ảnh cũng nằm ở trong ban đón tiếp tụi em thôi, cũng không ấn tượng gì. Thì sau đó 3 năm là lúc đó em học đại học năm thứ 3 thì em có quay về một lần nữa vào dịp Trung thu để em phát quà cho các em thiếu nhi ở dưới Long An á chị. Thì em là trưởng nhóm bên này còn ảnh là trưởng nhóm đón tiếp của bên kia. Chỉ nhớ là lúc trước là ảnh ốm nhách, còn lúc mà sau này gặp lại thì mập ra, mặt mày bặm như trợn, nhìn không có một nụ cười, nhìn rất là đầu. Nhìn mặt chồng em mặt hề nhất luôn nè. Mặt hề dễ sợ, mặt hề hơn tôi. Sao mình chị đang cao công nhận không? Mặt rất là dễ thương, mặt như dễ thương nè, mặt như mèo mái luôn.
Nó rất là vui tính không? Ủa nhưng mà nè, lúc đó là do cái tính chất công việc cho nên là em nghiêm nghị hay là do bản tính em? Nói chung là nếu mà người mà không biết, không hiểu về em á thì thấy em thì rất là khó tính. Trong công việc thì em rất là khó tính, còn ở ngoài giao tiếp với xã hội thì nói chung là em cũng hòa đồng như mọi người thôi. Nhưng mà nè, cái ấn tượng ban đầu của em về cái cô gái này lúc mà đi xuống mùa hè xanh đó là như thế nào? Vợ em đen, thứ hai nữa tóc quăng quá lùng. Ủa tóc quăng rồi lùng không... Bây giờ đâu có đen nữa ha? Ờ. Dạ. Ủa, nó nghe nè, bây giờ có em bé chưa? Dạ có rồi. Chắc sinh ra trắng phải không? Dạ. Dạ, tại lúc đó em đi hoạt động xã hội nhiều quá nên em đen á chị. Mà em có để ý không, cái chương trình mùa hè xanh á tạo nên rất nhiều những cái cặp đôi vợ chồng nha. Họ gặp nhau trong cái chương trình nó nhiều lắm á. Rồi nè, bây giờ hỏi thật nha, ai là người cưa đối tượng trước? Lúc mà vợ em về rồi á thì có nhắn tin hỏi có để ý ai trong đoàn không, thì em nói là không để ý ai hết, chỉ có để ý bà Mai thôi. Thì từ vậy nhắn tin qua lại rồi yêu nhau lúc nào thì... Là bà Mai là bà này đó hả? Dạ, lúc mà trước khi em về thì em có nói ảnh là em về dẫn về rất là nhiều bạn nữ dễ thương mà chưa có người yêu. Thì anh có thích bạn nào thì đem làm Mai cho. Thì đến chừng về cái anh nói không, anh không để ý ai hết, anh chỉ để ý bà Mai thôi. Lúc đó cái cảm giác nghĩ nè? Cảm giác cũng vui vui nhưng mà cũng có phần đắn đo. Tại vì ở xa quá, không biết là sau này sẽ gặp khó khăn gì. Rồi đến khi nào em chủ động tấn công cô này? Sau một tháng thì em mới chủ động em tấn công. Tại vì mới lúc đầu thì nhắn tin thì nói yêu thôi, nhưng mà sau một tuần lễ thì em tính cái khoảng cách rồi này tính này nọ giữa công việc với việc làm nữa, thì em nói là chủ động em chia tay. Sao em á? Dạ đúng rồi, tại vì em suy nghĩ so sánh giữa hai bên gia đình là có mình em con trai thôi, rồi bên vợ em thì có mình vợ em là con gái với mà có đứa em gái nữa thôi, thì em thấy khoảng cách xa quá nên em chủ động em chia tay. Khi mà ông xã em nhắn tin là chia tay vậy đó thì là em có đồng ý chia tay không? Lúc đó thì em cũng thật sự là thích ảnh, bởi vì là trước giờ em cũng chưa quen ai mà. Là ảnh giống như cây tùng cây bách, em vừa nhìn thấy là em cảm thấy đây là bờ vai để cho em dựa. Cái lúc đó sau khi mà ảnh đòi chia tay với em á, dạ, em có chịu không? Em không chịu, nhưng mà ảnh cứ nhất quyết chia tay. Thì trong cái một tuần chia tay đó em cũng rất là buồn. Thì cái tuần đó em thi ở trường thì em rất hết hai môn. Tại vì buồn quá mà. Dạ buồn quá thì bạn em nó cũng khuyên là cũng mới có mấy ngày thôi, đâu có gì đâu sâu đậm mà sao mày buồn dữ vậy. Cái xong rồi cái tự nhiên một ngày nhận được tin nhắn của ảnh, cái anh đề nghị là quen lại. Thì là có anh gặp em, coi như là chủ động chia tay xong rồi chủ động cô lại. Dạ dạ. Rồi một mình ơn em hết đó chứ không ai đầu dây mối nhờ. Anh hỏi là cái em đang lo về cái vấn đề cái khoảng cách, vậy thì mỗi một lần mà gặp nhau thì như thế nào? Nói chung là tụi em ít có gặp nhau lắm, một tháng thì gặp nhau khoảng chừng 2 lần thôi. Là tại vì công việc của em sắp xếp rồi, công việc của em được em mới đi. Rồi gặp nhau một lần như vậy gặp lâu không? 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng. Chị hỏi là có khi nào mà vì cái lý do đó lại tiếp tục chia tay nữa không? Dạ thì cũng có chị, thì lần thứ hai là quen cũng 1 năm thì em mới khuyên ảnh là thôi bây giờ anh học đại học đi để chuyển công tác lên thành phố cho nó dễ, chứ ở dưới thì em không về. Tại vì ở trên này gia đình em cũng đơn chiếc, ảnh nhất định không chịu lên thành phố. Thì cái như vậy em mới tức quá, em là người chủ động chia tay. Tại lúc đó em chịu không? Chia nhà tay được 2 ngày vợ em chủ động nhắn tin lại cho em đồng ý. Cũng vậy nữa đó, đó. Một có như là hai chồng bên nào chủ động chia tay thì bên đó chủ động làm huề. Tụi em lấy nhau được lâu chưa? Lấy nhau được 21 tháng chị. 21 tháng rồi vẫn cứ ông ngâu bà ngâu vậy đó. Dạ. Hả? Rồi có tuổi thân không? Dạ cũng tuổi thân lắm chị. Có chia sẻ với chồng không? Dạ thì cũng có chia sẻ, rồi cũng khóc một mình. Khóc mình rồi nghe. Dạ. Thương gì đó. Rồi bây giờ thì cái hướng khắc phục là như thế nào? Nói chung là hàng ngày là em cũng sáng từ là Long An lên đây, những ngày mà em không có trực đêm á thì em ở đây là 2-6. Dạ còn thứ bảy 3-7 em đi học á, xong rồi em về dưới tối trực đêm. Rồi ví dụ như chồng em làm nghề này em có lo không? Dạ lo chị. Ảnh cứ thường xuyên đi và tắt điện thoại thì có khi là 2-3 ngày em không liên lạc được. Em có biết là mỗi một lần em đi công tác và em tắt điện thoại là vợ em lo sợ đúng không? Tại vì cái ngành của em, tụi em thì cũng không có nói được. Nhiều khi tụi em đi thì tụi em nói nhà đi công tác thôi, giờ khóa điện thoại thôi. Em có đồng cảm với cái việc mà vợ em lo lắng cho em không? Nói chung thì vợ chồng mà ai cũng chẳng như vậy hả chị? Tại vì đi thì phải biết là chồng mình đi đâu làm gì. Chứ tự nhiên biệt tích mà 2 ngày mà không liên lạc được chịu không nổi rồi thì. Dạ dạ. Về nhà rồi có phát hiện ở vợ mình có tính xấu gì không? Tính xấu của vợ em là cằn nhằn, kể cả ngủ cũng cằn nhằn. Ủa ngủ mà cằn nhằn là sao? Dạ là ảnh về ảnh cứ thả xuống ảnh ngủ. Thì anh chị thấy vợ chồng em đâu có gặp được bao nhiêu thời gian. 9 giờ tối anh mới đi học về. Thì em với ảnh lay quay cho lo cho con xong cũng 11, 12 giờ. Thì muốn có thời gian nằm vợ chồng nói chuyện chút thôi, em lo cho con xong quay qua ngủ tiếp.
đó, có lý do đó nha. Là cầm ràm đó. Dạ. Có lý do đó nha. Có nhiều khi mà mình gặp chuyện buồn ở trường hay là có chuyện không vui cần chồng chia sẻ thì cũng ngủ mất tiêu. Có gì cũng hồi mai nói đi em, mai nói đi em, mà mai đi về mất tiêu rồi, lấy dầu nó. Ờ. Ngoài ra còn gì nữa không cưng? Dạ hết rồi em. Chỉ có cái đó thôi. Dạ. Có nhiều rồi hả? Tại vì em nói thiệt với anh đó, tại vì giấc ngủ của em đó em rất cần thiết, nên mà lúc mà đang ngủ vậy đó mà mình ngủ sai rồi cứ nói hoài cằn nhằn hoài thì nhiều lúc em bực tức thì xảy ra mâu thuẫn gây nhau vấn đề đó thôi. Lớn nhất là gì đó vậy? Cái tính của em á thì nói chung là không có lãng mạn, và những ngày lễ á em không có tặng quà, mà chỉ nghĩ là về với gia đình là ngày đó về gia đình chở vợ đi ăn thôi. Từ đó đến vợ em á so sánh bạn bè này nọ, người này có quà người kia không có quà đó, thì cái đêm về ngủ cằn nhằn vậy. Em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm đến vợ hơn, rồi quan tâm đến các ngày lễ chung của hai vợ chồng, rồi đừng có làm cho vợ tủi thân nữa. Tại vì em đi làm thì mấy cô trong trường cũng được chồng tặng này tặng nọ rồi đem khoe, em thì không có gì, ngay cả một cành bông em cũng không có. Từ lúc mà yêu nhau giờ là em đã được chồng em tặng một món quà gì chưa? Dạ, được tặng một lần duy nhất là một cái giỏ bông có 5 cái bông hồng là ngày 14 tháng 2 năm gần cưới nhất đó chị. Nếu mà có một điều ước á là em muốn chồng em sẽ tặng em cái gì? Em muốn tặng hoa chị. Trời, cái điều đó có vượt quá sức của em không? Dạ không rồi chị. Mà chị hỏi em nè, có bao giờ mà em nghĩ là vợ em á, cổ làm vợ mình á, cổ có những cái hy sinh, những cái thiệt thòi so với những người vợ khác không? Có chứ chị, thì cũng nhiều lúc em cũng có suy nghĩ chứ chị. Tại vì cái ngành của em thì đi tối ngày, không có thời gian bên vợ bên con. Thậm chí mà con bệnh cũng không có thời gian mà chở con đi khám bác sĩ nữa. Thì từ đó em cũng suy nghĩ, cũng thông cảm cho vợ em. Mà thực ra cái vấn đề đây không phải là vấn đề thời gian em dành cho vợ nữa, mà cái lo lắng nhất của cổ á, là cái sự an toàn của em. Dạ. Tại chị hiểu được cái điều là khi mà không có chồng mình bên cạnh, lúc nào mình cảm thấy bất an, nhất là lại không liên lạc được bằng điện thoại nữa, thì cái thời gian đó là một cái thời gian mà sợ hãi nhất, mà lo toan nhất của cái người vợ. Cho nên về phía ông xã đó thì ông xã cũng ghi nhận cái điều đó, để mà ông xã làm những cái điều mà vợ mình mong muốn, lãng mạn chút xíu, hoa thôi mà đâu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng ngược lại thì em cũng phải ủng hộ và thông cảm cho chồng em. Thực ra những người làm cái nghề này, công an là một, bộ đội là hai, là những người mà mất nhiều hơn là được. Bây giờ cứ suy nghĩ một cái đất nước mà bị thiên tai bão lụt, lúc nào cũng thấy là bộ đội trước, rồi có cái chuyện gì mà nguy hiểm nhất về mặt tính mạng mình là cũng là công an chứ ai. Cho nên là khi nào mà mình được ở gần nhau á, mình còn là vợ chồng, còn được sống với nhau, mình phải trân trọng hết sức và mình yêu thương nhau. Chị rất là ngưỡng mộ những người vợ của những người công an á, tại vì họ hy sinh, họ thắt thỏm rất là nhiều. Nhưng ngược lại á, thì nếu mà lấy một người chồng công an á, thì mình cũng phải thực sự hiểu cho ảnh. Và khi nào có thời gian bên ảnh là dành tất cả những cái gì mà cần thiết để bộc lộ là mình thương chồng, mình lo cho chồng. Chứ cũng bớt đi cái sự cằn nhằn, càm ràm đi. Tụi em hạnh phúc nha. Còn em á, anh chỉ em cách thôi. Anh biết, có thể là em ngại ngùng khi mà cầm một bó hoa tặng cho vợ. Có cái đúng rồi, đó. Ngại. Bản thân anh ngại. Cũng vậy. Anh chỉ em một cách đơn giản lắm. Gọi điện thoại, gọi điện thoại cho chỗ mà đặt hoa đó, mang hoa đến kèm theo một cái câu nào đó. Ví dụ như chúc vợ một ngày vui vẻ, một cái ngày kỷ niệm nào đó. Đơn giản lắm em. Và ở đây thì cũng chỉ nói điều là tất cả các chú rể, nếu như ngượng ngùng mình cầm bó hoa, cầm một món quà tặng cho vợ mình, hãy liên hệ Quốc Thượng, Quốc Thượng sẽ chỉ cho chiêu. Xin cảm ơn hai bạn. Em là người Hàn Quốc. Hàn Quốc. Đúng rồi, Hàn Quốc. Cái câu chào là gì quên rồi? Anh nhân hay xưa. Anh nhân xưa. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Xin chào, em là Trong, em tên là Trong Cha Nhàng. Trung Chan Thẳng. Dạ, Trung Chan Yang. Trung Chan. Có phiên âm được tiếng Việt Nam mình là như thế nào không con? Dạ không, ảnh chỉ có tên tiếng Hàn thôi. Ờ vậy hả? Trung Chan Yang. Trung Chan Yang. Trung Chan Yang. Trung là Giang. Dung gọi là Giang. Giang. Giang năm nay bao nhiêu tuổi? Em là 36 tuổi. 36? Dạ, 36 tuổi. Em em nghe gì? Giang ở tỉnh nào? Ở bên Hàn Quốc á, là ở Seoul hay là ở gần Seoul. Gyeonggi-do, Ansan. Ansan. Ở Ansan Hàn Quốc. Ansan. Ansan là near to Seoul. Anh là job của anh, lập trình viên. Em là lập trình viên. Nghề nghiệp á. Lập trình viên. Lập trình viên. IT. Yes. Giang là ở Việt Nam bao lâu rồi? How many you live in Vietnam? 4 years. 4 năm. Rồi giờ. Giang hỏi xíu thôi. Dạ dạ. Giang ở suốt 4 năm đây ở Việt Nam, 4 năm luôn. Có 4 năm luôn không? Có về Hàn Quốc lần nào
trong cái đợt dịch vừa rồi không? Có về Hàn Quốc không? Dạ không, tại vì ảnh hưởng của dịch cho nên tụi con cũng ở Việt Nam không à. Là ở luôn 4 năm dạ, luôn đúng rồi. Là vậy luôn. Có nhớ mẹ không? Dạ, mẹ của ảnh mất sớm. Giờ chỉ sống với bố thôi. Dạ, ảnh có bố với lại chị hai. Ồ, có nhớ nhà không? Dạ có. Nhớ nhà hả? Dạ. Có khóc không? Có khóc không? Khóc. Are you cry? I miss your father. I feel many times miss, but I have a new mom and dad. She's mom and dad. Oh. But they always take care about me harder, so I feel better, really better. Oh, good. Trời ơi, mẹ chắc thương lắm hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận. Con tên là Ngọc Bích. À, năm nay con 26 tuổi. Ngọc Bích em của Ngọc Phước giống dễ sợ. Con biết Ngọc Phước không? Dạ biết. Bây giờ đang hot Ngọc lắm á. Dạ. Hot lắm trong cái gì gia đình. Gia đình cục súng. Sao Ngọc Bích? Dạ con nghề nghiệp của con là thợ xăm. À, bắt tu hả? Hẹn gì nhìn đó, nhìn rất là đẹp nha, rất là ạ. Anh này chắc không xăm đâu ha? Dạ có xăm. Có xăm. Ảnh xăm, ảnh mới gặp con. Như vậy là Giang đi xăm rồi Giang gặp. Gặp cô thợ xăm. Mém xíu gọi nó đi gặp Phước á. Rồi gặp Bích. Nhưng mà là con là mở tiệm luôn hay là con làm cho người ta? Dạ con mở tiệm. Đó, như vậy là đi xăm gặp cô chủ tiệm. Đó, rồi cua luôn cô chủ hay là cô chủ cua anh khách hàng? Dạ ảnh cua con. Đó, giờ mình phải biết vậy đó. Rồi bây giờ nè, cho chú Thuận hỏi là hai bạn á là quen nhau là trong tức tiệm là của con ở trong tiệm xăm hay là qua một cái giới thiệu hay là một cái gì? Dạ thật ra thì trước đây là con có từng chia tay một mối tình á, xong rồi con thấy chán nản quá cho nên con mới tải một cái app gọi là app hẹn hò. Nhưng mà con tải thôi chứ con không có sử dụng. Con chỉ có đăng hình thôi xong rồi con phát ra. Thì sau một tuần con có thấy một cái tin nhắn mà cái bạn đó thấy con xăm nhiều á nên bạn nó nghĩ là chắc con là thợ xăm. Bạn này dạ không. Xong rồi bạn đó nhắn cho con là có phải con là thợ xăm không? Thì theo cái nghề của con mà thì con thấy như vậy là giống như có khách hàng. Dạ đúng rồi. Cho nên con mới trả lời là dạ đúng rồi, em là thợ xăm. Thì cái bạn đó là bạn làm chung công ty với lại anh Giang. Dạ đúng rồi. Thì bạn đó nói tiếng Anh không có được tốt á. Cho nên bạn đó mới nói là để anh của mình nó nói chuyện với bạn. Thì mới đá qua cho ông này. Thì ông này mới kêu con là tải Kakao Talk của Hàn Quốc á để nói chuyện cho nó dễ. Thì con cũng tải rồi xong rồi con với anh này mới là trao đổi. Thì lúc đó là con cũng không có nghĩ gì hết tại vì cái avatar của anh Giang nhìn ảnh rất là BD á. Tại vì Giang có hiểu không? Giang hiểu BD không? Nhìn tưởng ấy đúng không? Dạ nhìn tưởng ấy tại vì cái app lúc mà ảnh chụp hình á nó làm V like đúng không? V like quá. À thì đó 360 đó. App quá đó. Dạ với lại anh để tay như thế này nè. Cho nên con cứ nghĩ là nghi chắc rồi. Con cứ nghĩ là ảnh là thế giới thứ ba. Không mà để chú hỏi coi. Cái lúc đó Giang nhớ là Giang chụp tấm hình Giang để làm sao đó? Do avatar. Về thiệt đó hồi xưa phải gì đó, đó. Cho nên con nghĩ là thế giới thứ ba thì con cũng không có nghĩ gì hết. Thì tại vì đối với người Hàn Quốc nếu như người ta mà muốn xăm một cái gì đó người ta rất là kỹ, phải tìm hiểu như thế nào. Xong rồi ảnh mới hẹn con ra để gặp nhau ở trong quán cà phê á. Xong rồi con với ảnh mới hẹn nhau ngày gặp ở trên quán cà phê là vào lúc 8 giờ sáng. Thì con tới trước, ảnh tới trễ tại vì ảnh phải làm xong rồi ảnh phải bắt xe để đi nhưng mà kẹt xe á cho nên ảnh tới trễ. Thì con ngồi ở trong quán cà phê con ngồi con đợi thôi. Thì lúc ảnh bước, ảnh mở cửa ảnh bước vô á. Trời cái người ảnh á cao to manly mà cái khuôn mặt không có giống ở trong avatar chút nào á. Cái con bị khựng. Con bị khớp dạ đúng rồi. Rồi còn Giang thì sao? Lúc mà Giang gặp mà Bích á Giang có ngã đổ liền không? Yeah. When first time you meet me in our ID cafe. Fall in love liền không? Yes, I feel like some I falling in love a little bit. Tim đập mạnh đúng không? Tại sao? She looks like very some girly like her. How to say this? Like some student girl. Very nhìn, feel looks like very shy and then very shy. Pure.
Đó là sure. Yes. Là anh nói là nhìn thấy con nhìn nhỏ nhắn. Nhỏ nhắn với lại ngây thơ, với lại lúc đó tại vì con bị khựng mà. Con kiểu con mắc cỡ, con không dám nói hết, con không nói một tiếng mặt nào đơ luôn. Luôn hả? Lúc đó con xăm về chưa? Dạ lúc đó con xăm rồi. Xăm gì mà nhưng nghĩ mà con mà nghĩ là con ngây thơ con nít được xăm nguyên cái này là cái con dao cái kiếm không? Dạ cái kiếm phải xăm nguyên kiếm đâm vô cái cổ họng không đó. Tại vì do cái nghề của con cho nên con xăm thì thôi, chứ thực ra là con cũng hiền lắm. Tại lúc đó là con còn ngây thơ, con ngồi con chụm vậy nè. Con không dám nói gì. Có nghĩa là con bị đứng hình nữa phải không? Đúng rồi, con bị đứng hình. Cái người đàn ông này. Dạ. Mà anh này cũng thích mà, anh này nhìn vô là cũng có một chút cảm tình ngay và liền luôn mà. Rồi sao nè, cái cuộc nói chuyện đó nó có diễn ra thật là tự nhiên và thoải mái không con? Dạ có, ảnh kêu con cho ảnh coi mấy cái hình mà con, mấy cái tác phẩm mà con làm. Xong rồi nó hỏi con về giá rồi này kia. Xong rồi lúc đó là con mặc cái quần sọt ngắn này vậy nè. Xong rồi một cái áo thun. Ảnh có thấy là hình xăm ở trên chân con nè. Cái anh đang ngồi đối diện con, cái ảnh đổi ghế qua bên kế bên con, cái xong rồi ảnh rờ vô cái hình xăm của con. Mà lúc đó con không có nghĩ là ảnh không biết có bị biến thái hay gì không, mà ảnh rờ rồi ảnh coi rồi ảnh soi rồi. Con không có nghĩ vậy, nhưng mà sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con rồi á thì ảnh có nói là lúc đó anh dê em đó. Được luôn hả Giang? Không hiểu, anh hiểu không? You touch my turtle before and then just checking a little bit. But this time you some he say it. Ủa nó nghe nè, nhưng mà thật ra là ổng đó là ổng hỏi giùm, hỏi xăm giùm cho cái ông bạn ổng. Dạ. Mà sao ổng không dẫn ông bạn ổng ra mà một mình ổng đi? Cái lúc mà ảnh nói chuyện với con ở trong quán cà phê xong thì ảnh là người đặt lịch để ảnh xăm. Mà con cũng biết tại sao ảnh lại muốn đặt lịch để ảnh xăm nữa. Lúc đó con cũng không nghĩ là ảnh có thích con hay không nữa. Mà con chỉ biết là ảnh đặt lịch trước, ảnh nói là anh sẽ qua xăm trước, còn nếu như mà em của anh mà thấy đẹp hay gì á em của anh sẽ qua sau. Thì cái bữa mà ảnh qua chỗ con để ảnh xăm á, trời cái bữa đó cũng vui lắm. Tại vì nhà xăm con cái gì? Dạ ảnh xăm mới sau lưng cái hình ở bên góc bên đây này, hình thiên thần nữa. Dạ thiên thần hả? Con hỏi giùm cô coi tại sao lại xăm cái hình thiên thần, ý nghĩa của hình xăm tại sao anh lại xăm như vậy? She say first time when you take it a tattoo to me, like you tattoo an angel. Yes, right. What this mean? Because I have a tattoo. Is one is an angel with a devil. So I have some two empty sides. So I wanna finish the full bag a tattoo. But this time I find her and then I take it a new angel tattoo. Trời ơi, thiệt không? Là sao? Có nghĩa là ý nghĩa là giống như là khi mà gặp bé này á là kết thúc một cái khoảng thời gian rất là buồn chán, đúng không? Bad time của anh đó, mà gặp bé này giống như là một cái gì đó thiên thần, thiên thần á, về Chu Tha này là thiên thần luôn á. Really? Yes. Tức là con, anh mới cảm nhận cái điều đó từ lúc nào? Từ ngay lúc gặp con hay là phải tiếp xúc với con xong rồi? Tức là ngay lúc gặp con là anh đã cảm nhận cái điều đó rồi, cho nên anh có cái lịch luôn đó đúng không? Con cũng không biết là lúc con hỏi anh thử coi, tại sao anh cái cảm nhận nó của anh từ ngay lúc gặp con luôn hả? She say when you saw me, you thinking about this tattoo liar and look like an angel to make you tattoo or? No, not really. But don't know, when I meet first time, and then when we meet the first time, I just saw she's picture. But when I really meet and then after, I feel like more than falling in love, and then I try some more. Có nghĩa là cái cảm nhận đó, xong rồi bắt đầu từ từ nói chuyện thì cái điều đó nó đến gần hơn, cũng như là gặp thì cũng mong muốn cái điều đó đúng không? Ủa nhưng mà là con có hiểu cái ý nghĩa cái hình xăm thiên thần trên lưng của ổng ngay thời điểm đó là ngay cái thời điểm là con hiểu là ổng xăm là vì là ổng gặp con không? Hay là bây giờ con mới biết? Con cũng nghĩ một phần là ổng xăm tại vì chắc cũng có gặp con cái đó, với lại một phần là ổng cũng có hình xăm trước đó rồi á, là cũng là thiên thần với lại một bên ác quỷ. Xong rồi ổng cũng muốn thêm vô, nhưng mà cũng chưa biết thêm cái gì, thì lúc mà gặp con xong thì cũng có nghĩ đến cái việc là xăm thêm thiên thần vô để cho nó kín luôn cái lưng giống vậy. Cái lưng ổng chắc cũng kín cho luôn đúng không? Luôn dạ. Trời ơi. Hay quá. Rồi. Hay quá. Rồi bao lâu thì tụi con mới chính thức coi như là quen nhau? Dạ, sau khi mà ảnh xăm ở bên con xong
thì ảnh muốn trở thành bạn trai của con, là ảnh nói trong lúc mà ảnh xăm của con luôn á. Ủa là mới đó mà đúng không? Muốn thời gian rất là mới phải không? Dạ rất là mới, chỉ mới có mấy ngày thôi à. Mà ảnh qua xăm là trong lúc đang xăm là đã bộc lộ là muốn làm bạn trai luôn rồi đó. Dạ đúng rồi. Mãnh liệt thiệt chứ. Dạ. Nhưng mà lúc đó con không chịu. Tại vì con sợ. Tại vì ảnh là người nước ngoài. Mà con chưa có biết gì ảnh hết á, nhưng mà ảnh kiểu anh tới tấp quá, cái con bị sợ. Con sợ lỡ như mà con đồng ý cái sau này cái ảnh đi mất tiêu rồi con không biết mình như nào nữa. Mà lúc mà con đang xăm á, mà ảnh có ý muốn làm bạn trai con không bị rung không? Dạ, con cũng có hơi bị khẩn khẩn á. Đúng không? Con cũng suy nghĩ đó. Nhiều khi, con xăm cái con cũng đứng yên luôn. Con suy nghĩ. Đứng yên cái là chọt sâu hơn. Dạ, con đứng yên. Em muốn làm bạn gái anh. Bị ủa nó nghe nè, là trong lúc xăm là ổng tỏ tình luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì đó, tỏ tình nhanh dữ trời. Con thấy rất là nhanh luôn á. Anh hỏi ổng coi tại sao ổng lại ổng lại tỏ tình nhanh như vậy. They say why you take it a title and you say want become my boyfriend too fast. Actually I want to submit good girlfriend in Vietnam because I feel too lonely and then I want to some know about the in Vietnam because that time I just come in Vietnam from Korea 3 months. So, and then I caught you. Ông nói là lúc mà ông thấy con á, là ông muốn bắt con luôn. Tại vì thấy con dễ thương quá. Mà ông cũng muốn có một người bạn gái tốt á. Tại ông thấy con nói chuyện thật thà. Cho nên ông muốn là bạn trai con ngay lập tức luôn. Lùm luôn. Có nghĩa là từ lúc ông lùm luôn. Ông gặp con xong là ông về ông giếm bạn ông luôn đúng không? Dạ. Lúc mà ông trở thành bạn trai của con á thì cũng nhờ một phần của các anh kia nữa. Xong rồi anh kia mới kêu là anh phải mua cái gì đó tặng cho em. Tại vì em là người để cho anh gặp được cái cô bé đó. Hay quá. Rồi ha. Nghĩa là bao lâu, nghĩa là sau cái bữa xăm đó thì đến khi nào con mới đồng ý làm bạn gái không? Dạ, một tháng sau con mới đồng ý luôn. Dạ. Trong một tháng đó là anh có đến xăm thêm một vài thiên thần nữa không? Ví dụ như xăm thêm. Dạ, sau khi mà ảnh trở thành bạn trai của con á, là ảnh đòi xăm rất là nhiều luôn. Mà lúc đó là free hết, miễn phí luôn. Cô đang hỏi là trong một tháng ảnh cua con á, ổng xăm thêm gì không? Kiếm cái cớ nào để mà ảnh gặp con? Ví dụ như xăm tên con. À, trong cái một tháng đó thì để chiếm lấy cái lòng tin của con á, với lại của ba mẹ con thì sáng nào ảnh làm xong á, từ quận 12 ảnh bắt xe qua quận 11 của con nè, rồi ảnh hả tự làm đồ ăn đem qua cho con ăn sáng, xong rồi mua trái cây, rồi mua lê Hàn Quốc, rồi mua bánh kẹo cho mẹ con quá trời luôn. Ơi nó nghe nè, nhưng mà ba mẹ con có thấy cái mấy cái hình xăm của ảnh không? Dạ có. Rồi lúc đó phản ứng của ba mẹ là sao? Ban đầu lúc mà ảnh mới qua con xăm lần đầu tiên á thì ba mẹ con kêu là đừng có dính líu gì vô tới người nước ngoài người ta hết, tại vì không biết người ta như thế nào á, ba mẹ cũng sợ. Nhưng mà sau khi mà thấy ảnh giống như mua quà, mua đồ, mua bánh trái để lấy lòng á, cái mẹ con cũng thấy là chắc là người này tốt, cái kêu con là thôi nếu mà được á thì con thử tìm hiểu người ta coi như thế nào, coi có tốt không. Nhưng mà lần đầu tiên ảnh tới nhà con, ảnh gặp bố mẹ con thì có cái chuyện vui gì không? Dạ có, rất vui luôn. Cái lần đầu tiên mà ảnh tới nhà con á, là con chỉ đưa địa chỉ thôi. Xong rồi tại vì nhà con mới vừa xây xong á thì cái đèn làm việc của con nó bị hư, thì con với mẹ là mới đi mua. Thì lúc mua là chưa có về tới thì ảnh có vô nhà con, thì ảnh thấy sợ quá tại vì cái đường hẻm nó rất là nhiều. Xong rồi ảnh mới thấy một cái ông chú nhìn cũng bậm trợn lắm, không có mặc áo mà người cũng đô vậy nè, ra tiếp ảnh. Người đó là ba của con. Ba của con thì ba của con nói là ba của con chỉ ký hiệu á, tại vì ba của con không có biết nói tiếng Anh. Động từ tua. Dạ. Ba xài động từ tua. Tại mà con... ba có xăm mình không? Dạ không. Ba không có xăm mình. Mà con có nói với ba là xíu nữa có một anh người Hàn Quốc ảnh qua ảnh xăm, có gì ba thấy ảnh ba đón giùm. Thì khi mà ông này bước xuống xe là ba con chỉ ba con làm thấy ghê lắm. Cái xong rồi tại vì lúc đó con chưa có về tới, lúc đó con đang trên đường về thì ba của con dắt ảnh vô cái quán nước ở ngay xóm luôn để mua nước cho ảnh uống. Thì ở kế bên thì có mấy ông chú bậm trợn là bạn của ba con á, thì mấy người đó có xăm mình. Xong rồi ổng sợ, ảnh sợ lắm tại vì ảnh nghĩ là ở trên mạng người ta kêu là đừng có uống nước của người lạ, nhiều khi có bỏ thuốc bỏ này bỏ kia.
Cái xong rồi ba con kêu gọi uống nước đi. Thì ổng mới kiểu ổng cũng giả bộ ổng uống thôi chứ ổng không uống. Dạ cũng sợ. Mở thuốc mê. Dạ đúng rồi. Sợ quá hả Giang, sợ quá. Rồi sao? Dạ. Xong rồi ổng móc tiền ra trả thì ba mà không có lấy. Cái ổng nghĩ là trời không biết là có bị gì không. Xong rồi ổng nghĩ là nhưng mà cũng phải đưa một cái gì đó. Xong rồi ổng móc trong túi á ra mấy viên kẹo, xong phát cho mỗi người một cái giống như là trả tiền lại cái nước. Là lúc đó con về tới là con gặp ổng luôn á. Mà con hỏi tức là giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với ai hơn? Dạ, giữa ba con với mẹ con thì Giang hợp với mẹ. Hỏi Giang đi, hỏi tại sao Giang lại thương mẹ hơn. She say why you love mom too much better than father. In the Korean I have this meaning, wife, mom, love is daughter, husband. And I have this meaning in the Korean, and then I don't know why she better than computers to me, and then I do some more, give food for mom. And then after, I feel some more than confidence to her. So. And you love mom, đúng không? Mm-hmm. Dạ, tại vì một phần ảnh cũng mất mẹ từ sớm á, ảnh thiếu cái tình yêu của mẹ vậy đúng không? Với lại mẹ của con cũng chăm sóc cho ảnh rất là nhiều luôn. Khi mà ảnh bị bệnh hay gì á, mẹ con gọi cho bác sĩ vô truyền nước biển. Nói chung mẹ con rất là lo cho ảnh như một người con luôn. Vậy đó, đúng rồi. Tức là ảnh mất mẹ lúc nào, bao nhiêu tuổi? Dạ, ảnh mất mẹ lúc ảnh... 2 tuổi. 2 tuổi hả? Dạ. Thương Giang quá hả? Rồi sau đó tình yêu của con như thế nào? Tức là một tháng sau, kể từ lúc ảnh tỏ tình, sau 5 ngày biết con. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì một tháng, có nghĩa là cách sau đó một tháng là tụi con quen nhau. Đó. Rồi trước khi tụi con cưới nhau, thì hai đứa có sống với nhau trước đó không? Dạ. Sau một tháng là con đồng ý trở thành bạn gái của ổng á. Thì 2-3 tháng sau là ổng đòi cưới con liền. Lúc đó cũng nhanh lắm luôn á, đòi cưới con. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa có chịu. Tại vì con kêu là sớm quá, mình chưa có hiểu hết được 100%. Bây giờ con nghĩ tốt nhất á là nếu như mà để chắc chắn hơn á thì mình dọn ra sống riêng. Sống thử trước. Dạ đúng rồi. Sống thử trước, xong rồi nếu như mà hợp nhau á thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn nếu như mà có vấn đề gì á thì mình cứ tiếp tục. Dạ, hoặc là như thế nào đó thì tụi con dọn ra chung cư sống thử luôn. Bao lâu? Dạ gần một năm. Gần một năm. Dạ. Sau đó mới cưới luôn. Dạ đúng rồi. Trong một khoảng thời gian sống thử đó thì con thấy tính tình của ổng như thế nào? Dạ thì trong khoảng thời gian sống thử á, tụi con cũng xuất hiện nhiều cái vấn đề lắm. Giống như nói luôn cái kia luôn đi. Cái mà gọi là cái tật xấu á, sau khi mà tức là lúc mà mình yêu nhau thì mình chưa thấy, nhưng mà lúc về mình sống với nhau rồi á, thì mình thấy anh có phát sinh những cái tính tình nào mà mình cảm thấy bất ngờ, thấy là không có giống lúc mà yêu nhau. Dạ giống như là ổng rất là nóng tính đúng không? Và rất là ghen. Rất là ghen. Kể trường hợp ghen nghe chơi rồi. Dạ. Coi người Hàn Quốc ghen sao nè. Dạ. Là khi mà con dọn ra chung cư thì có một lần con có dẫn một người bạn về cái căn hộ đó để chơi, để cho biết là à cái nhà của tao sống như thế này. Thì bạn của con á là thế giới thứ ba. Là gay á. Thì lúc đó là ổng đi làm. Ổng đi làm. Nhưng mà con có nói với ổng là em dắt bạn em qua ăn cơm. Và cái người bạn đó là con có dắt bạn đó với lại ảnh anh Giang đi chơi chung với nhau rất là nhiều lần. Nghĩa là biết nhau rồi đó. Biết rồi. Cũng biết là bạn con là thế giới thứ ba rồi. Nhưng mà vẫn cực kỳ không thích khi mà dắt một người khác giới vô nhà. Dạ đúng rồi, nói là cái nhà này nè chỉ có được anh với em là ở nhà thôi, không được dắt bất kỳ ai hết. Mà bây giờ không có anh ở nhà nữa, và không biết chuyện gì xảy ra. Kiểu ảnh bị cái một cái giống như là ảnh không có tin tưởng là thế giới thứ ba là người ta có thật hay là giả. Dạ tại vì ở bên Hàn Quốc á, cái chuyện thế giới thứ ba nó rất là hiếm. Rất là hiếm để mình bắt gặp á. Rồi khi anh ghen anh làm cái gì? Anh ghen xong rồi ảnh cãi với con sùm hết trơn á. Nhưng rồi cái xong rồi lúc đó là con kêu thôi mày đi về đi. Trời ơi chồng tao ghen quá. Có đập tay vào tường hay là có khóc, có chảy nước mắt? Dạ không. Hay là có trời ơi vò đầu bứt tai gì không? Dạ không. Ảnh chỉ nhắn tin với con không à. Tại vì lúc đó ảnh đang làm ở trong công ty á. Anh chỉ nhắn tin với con xong rồi một hồi là ảnh im lặng luôn. Ảnh im lặng luôn. Mà ghen xong rồi có giận vợ bỏ khách sạn ngủ không? Dạ ảnh ngủ ở trên công ty. À vẫn tối không về luôn? Dạ 2 ngày luôn, ngủ trên công ty mà 2 cuối ngày. Cùng là con nhắn tin năn nỉ ông về hay là dạ đúng rồi
con nhắn tin năn nỉ, tại vì con suy nghĩ, con cũng nghĩ là chắc mình cũng hơi sai sai một xíu, tại vì dắt người khác về nhà cũng không có đúng lắm. Thì con có nhắn tin với ảnh em xin lỗi, em nghĩ là cái này là em sai thiệt. Thôi thì nếu như anh bớt giận rồi thì anh về nhà với em đi. Là về liền phải không? Xong ảnh mới nói là thật ra anh muốn về lắm rồi, nhưng mà anh ngại, anh không dám nhắn tin cho em trước. Có nghĩa là Giang là một lần ghen là ghen ở nhà với người thế giới thứ ba. Rồi có bao giờ mà ghen ở ngoài không? Dạ, không phải có. Là ghen cũng thế giới thứ ba không? Cũng thế giới thứ ba luôn. Là trong Giang một, là trong một năm sống thử đó phải không? Dạ đúng rồi. Đâu cái lần thứ hai là dữ dội. Cái lần thứ hai là con có một người bạn cũng thế giới thứ ba, mà bạn đó là dancer. Thì bữa đó bạn đó rủ con với ảnh với một số người bạn khác đi vô bar chơi. Thì ở trong chổng nó rất là ồn á, thì mình không có nói chuyện bình thường được. Mà phải kề sát, kề sát lại để mà nói chuyện. Đúng rồi, kề sát mà nói chuyện. Thì khi mà ảnh thấy kề sát nó vậy nè, mà cái người đó đó ở ngoài thì cũng nhìn manly. Nhưng mà kề sát nói chuyện thì tự nhiên ổng nhìn cái bắt đầu con thấy trên mặt ổng hiện cái gì đó không rồi. Thoải mái rồi. Cái ông mới nói là anh sao vậy? Cái xong ảnh mới nói là tại sao cái người này lại nói chuyện với em lại sát như vậy, lại gần như vậy. Cái con mới nói là trời, em nói với anh là người này là thế giới thứ ba mà, người ta cũng như giống như con gái vậy đó, chứ không có gì hết, chứ anh đừng có nghĩ như vậy. Thì bạn con cũng ổng cũng kiềm chế được chút xíu. Thì xíu nữa, tại vì cái bạn kia của con á, bạn hăng quá rồi, bạn nhảy lum la hết á. Cái xong rồi nhảy mà kiểu lỡ đụng chúng con một cái, trời ơi, ảnh lại ảnh nắm cổ áo của bạn con vậy nè. Nắm cổ áo vậy luôn. Trời ơi, lúc đó con sợ bắn người luôn, con sợ bắn người luôn. Cái con mới stop hai người ra, rồi con đưa tiền trước, con chạy về trước luôn. Con nói thôi chị đưa tiền trước, có gì á mình nói chuyện sau, rồi để chị về nhà chị giải quyết với ổng. Đêm đó em sao? Em đừng có, trời ơi, đêm đó con với ổng cãi nhau quá trời luôn. Cãi nhau rất lớn. Hỏi Giang coi sao Giang lại, cô muốn biết tại sao Giang biết cái người đó vậy rồi mà Giang còn ghen à? Why before we have a fight with my friend gay in a club. Why you know about? You don't believe. I believe her, but this time I don't know too much about gay, because I live in the Korea very long time, and I don't know why. It's very some culture shock to me, too. In a gay, so I some can't understand it, but not now. Ông nói là tại vì ông sống ở Hàn Quốc rất là lâu rồi. Ông chưa thấy trường hợp nào như vậy hết. Kiểu khi mà ông thấy thì ông bị sốc văn hóa. Bị sốc văn hóa. Tại vì lúc đó em con nghĩ là ông cũng chưa có hiểu được nhiều ở bên Việt Nam này á. Tại vì ông cũng mới qua ở được, cũng mới vỏn vẹn cỡ gần một năm thôi. Thì sau cái bữa đó tụi con cũng cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con cũng là người đứng ra để xin lỗi ổng. Tại vì con nghĩ là chắc là con cũng nghĩ là con cũng có sai trong trọng. Thì sau cái lần đó xong thì về sau là không bao giờ lặp lại hết. Là không ghen nữa? Không ghen nữa. Là bình thường luôn. Bình thường với mọi người luôn. Là ổng hiểu. Là ổng hiểu rồi. Được mối quan hệ với những người bạn như vậy. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ coi như đó là một cái tật xấu của anh đi. Hai tật rồi đó. Nhưng mà bây vừa giờ nóng tính là vừa ghen nè. Rồi coi như bây giờ là không còn nữa đúng không? Dạ bây giờ là ổng cực kỳ gọi là hiểu rồi, rất là hiền luôn. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Ảnh không nghe lời con. Tại vì lúc mà ảnh đi làm á, ảnh bắt ráp đi làm. Con có nhiều lần con nói là lúc mà anh đi ráp á, người ta chở anh á, anh đừng có dùng điện thoại nha. Tại vì á, không có biết là cướp hay gì nữa, lỡ như mà bị xui, lỡ như bị cướp rồi la nữa. Xong rồi anh nói vậy, anh biết rồi. Rồi bữa đó bị giật điện thoại luôn. Đi ráp xe ôm á. Dạ, bị giật điện thoại lúc 6:30 sáng. Trời đất ơi. Rồi lúc mất điện thoại rồi, Giang gọi về cho vợ, Giang nói như thế nào? Lúc mà bị mất điện thoại. I just use a phone. I just checking call, have a message from in the office, so I checking notice. Wing. It's can't touch anything. Mới đây. Dạ không. Cũng lâu rồi, lúc mà con với ổng sống thử bên chung cư á. Là ổng bị mất xong rồi gọi tìm cách gọi cho con. Lúc mà ảnh lên công ty á, ảnh đăng nhập vô Facebook.
để ảnh nhắn cho con. Ảnh nói là bị mất điện thoại rồi, mà con thấy cái giọng điệu nhắn tin là con thấy kỳ kỳ rồi, là cũng đang vừa bực vừa tức mà vừa buồn á. Xong rồi đi làm về á, bình thường là đợi con về ăn cơm về đi ngủ luôn, buồn quá. Tại vì không dám gặp vợ sợ vợ chửi á, cái vụ không nghe lời á, đúng không? Đúng rồi. Xong rồi lúc mà dậy con nói cho một hơi, con nói là đã nói là đừng có dùng điện thoại rồi này kia rồi, xong rồi phải đi mua điện thoại mới. Cái tội không nghe lời con á. Rồi đó con kể đã rồi, hết rồi, hết rồi. Bây giờ qua không hết rồi, bây giờ qua tới cho Giang đi, con nói đi. Giang có điều gì chưa có feel good về con? Do you think about what is I'm not good to you? I don't know where it make you angry, but very too fast her to angry about. And then I hope so you some more when you're angry. I want you some listen to my talking. That's all. Anh nói là con kiểu lúc mà con bực á, con bực rất là nhanh luôn. Con bực một cái là con la sùm luôn. Ổng nhiều lần ổng nói con hung dữ quá. Hung dữ quá con bị bực nhanh, với lại con không bao giờ mà lắng nghe ổng nói chuyện hết á. Lúc mà ổng đang muốn nói cái gì đó con làm việc riêng không mà. Tại vì con cũng là một kiểu người bướng, con bướng, con rất là bướng. Con cũng rất là ghen nữa. Mày cũng giận nè. Dạ. Nóng ghen nữa hả? Con cũng ghen nè. Ủa, ổng có dính phốt gì không mà sao con ghen? Có, ổng có dính phốt. Con cho ổng kể đi, cho ổng kể đang dễ lấy hình. Con cho gọi là kể một cái lần nào mà con ghen á, mà ổng ấn tượng nhất á. Lúc mà con ghen ổng á, lúc hôm đó là ổng ấn tượng nhất về cái lần ghen đó, cho ổng kể đi để mà lấy hình. Dạ. I have been jealous too much when you have a day something. Can you talk this story with them? This time is just company dinner on one day, and then have too much so many office worker people with her in my boss. My boss is near here, but he take it one girlfriend. Your boss? Yes, my boss. He sitting in here, and then he take it one girlfriend and sitting here. But I don't want to make any mistake, so I just turn back like this, talking with my brother. And then don't know why when I go back home, I saw this situation, and I really don't know what happening to coming. And but she first saw about what's this, what's this, and I really don't know what I say, what to do, what situation is this. I feel too sorry, and then I really don't know. So, how to say this situation? Cái lần đó con hiểu lầm là do ổng đi ăn với lại công ty á, thì ông chủ có dắt theo bạn gái, mà bạn gái này uống kiểu, bạn gái này cũng kiểu là cũng hăng hái đồ lắm, thì uống cũng hơi nhiều á, xong rồi té vô ổng, té sao mà ở đây dính một cái vệt son nhỏ xíu à. Nhưng mà con về con thấy, con thấy một cái con kiểu con suy diễn ra tùm lum thứ đó. Trời, cái con điên lên. Con la quá trời luôn, con hỏi là tại sao không có cái này. Trời ơi, con ghen lòng, ghen lộn lên. Rồi cái ông khóc. Thì đó, con cũng đâu có vừa đâu. Bởi vì á, bên đây cũng 1 9 1 10 chứ đó, đâu có vừa đâu. Nhưng mà là sau đó là giải thích rồi con mới hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Các con cũng phải lại xin lỗi một lần nữa đúng không? Dạ. Tại con bữa đó có phải nhờ ông sếp ông giải thích không? Dạ có. Có đúng không? Tại phải giải thích xong con mới yên tâm. Tại nếu không có giải thích mà con chỉ cho qua thôi thì con để trong lòng. Tội nghiệp, ổng thì ổng ghen lộn bê đê không? Ờ, bà đó. Ghen lộn. Còn bà đâu ghen lộn, bà ghen thiệt, nhưng mà bà ghen với bạn gái người ta. Bạn lộn tình huống. Rồi còn thật xấu gì nữa không Giang? I have a bad something more. No, she's a perfect. Đúng rồi không? Rồi, bây giờ Giang muốn vợ mình thay đổi điều gì? Do what I need to change. I just want about some she more than became some wild, not wild, some mild. That's all. That's all. Just one. I don't need you change. How about lazy? I think that's impossible to you. Mong muốn con đừng có hung dữ nữa. Hiểu ông nhiều hơn. Với lại đừng có lười. Tại vì việc nhà thì ông làm không à? Vậy hả? Dạ. Ông làm hả? Dạ, con đôi khi có làm một ít, nhưng mà đa số là ổng làm không à. Ổng tự ổng làm á, nhưng mà
ổng thấy ổng làm nhiều quá cái ổng nói con nghe. Nói nghe là em có thể phụ anh làm cái này chút được không? Giống vậy đó. Cái gì mà impossible? Yes, right. Cái gì mà impossible. Không thể. Impossible là cái lười của con á. Là không thể là không biết là có thay đổi được hay không á. Rồi con thì mong muốn ổng thay đổi điều gì? Con thì mong muốn là ổng cũng hiểu con nhiều hơn. Với lại ít làm việc lại một xíu để quan tâm con hơn nữa. You understand her? A little bit. Em con nói tiếng Anh cho ông hiểu. I say I want you some down to working and make a time to take care of me some more. Vậy là chúc mừng really hai con. Hiện tại thì hai vợ chồng ở đâu? Ở chung nhà với con hay là dạ hai tụi con thuê nhà là ở chung với nhau. Nhưng mà ở tách biệt với gia đình đúng không? Dạ, hai đúng đứa nhưng mà ở gần đó luôn. Gần luôn cho tiện đúng không? Rồi bây giờ là hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? Con ảnh lấy nhau được 3 năm, gần 3 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ hiện tại con đang mang thai 3 tháng. Wow, chúc mừng nghe. Chúc mừng. Rồi, rất là vui. Ở đây là với một câu chuyện của hai vợ chồng. Chị thấy không, mặc dù là ghen hoặc là giận nhưng mà vẫn thấy rằng là hai bạn rất là yêu thương nhau, và đặc biệt là con rất là yêu Giang. Giang cũng yêu vậy. Giang yêu con ghê. Nhìn ánh mắt mà và là rất là trìu mến mỗi khi mà nhìn vợ. Và Giang như thế này là anh Quốc Thuận chúc cho hai mẹ con ha, đến ngày khai hoa nở nhụy thì là mẹ tròn con vuông và mau chóng cả gia đình cùng với cháu nội nghe về thăm ông nội và thăm các cô chú ở bên Hàn Quốc nghe. Good luck your family. Your family. She say, he say là hope so. I put our baby will be healthy and we can together go to Korea meet every family people today. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn Giang và hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc, sẽ hiểu nhau nhiều hơn và chuẩn bị một cái tinh thần thật là happy, rất là hạnh phúc khi mà chào đón thiên thần xuất hiện nha.